Bên dưới mình có lót một lớp xả rồi đấy. Đó, thì mình sẽ đặt cái nồi lên. Vừa luôn. Bây giờ mình sẽ châm lửa. Mong là sẽ không thành gà nướng bóng đêm. Mình sẽ cho thêm chấu vào nhé. Mọi người cẩn thận không bị cái cát nó rơi xuống nhé. Cùng mình xem thành quả nào. Hello, chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái Hà. Tiếp tục cái series ẩm thực của mình thì hôm nay mình bắt con gà của mẹ để làm gà úp nồi nhá. Cùng mình về chế biến nào. Come on. Ok, để làm món gà úp nồi này thì nguyên liệu mình có chuẩn bị ở đây là một con gà nhá. Con gà mình vừa mình bắt mình làm sạch rồi đấy. Bên cạnh đó thì có sả này, gừng, hành tím, ớt, một chút sa tế và hạt nêm, mì chính, tiêu và một chút nước mắm ngon nhé. Mọi người lưu ý là khi mà mọi người lấy sả thì giữ lại cho mình phần lá này, thì mình sẽ lót ở dưới con gà. Nếu mà không có lá sả thì mọi người dùng lá chuối cũng được. Ok, cùng mình bắt tay vào làm nhé. Thì đây là cái phần sả, gừng với lại hành tím mình đã thái nhỏ ra. Mình cho vào cối và tí mình sẽ giã nhuyễn cái phần gia vị này. Sau đó thì mình sẽ cho thêm một chút sa tế và các gia vị như dầu ăn, tiêu hay bột ngọt để ướp được con gà đấy. Phần vừa rồi mình giã nhuyễn đấy, mình sẽ cho vào đây một chút sa tế này. Đấy. Một chút tiêu nhé. Một chút bột ngọt. Một thìa hạt nêm này. Và một thìa nước mắm ngon. Mình cho ít thôi để nhạt nhạt để lát mình chấm với muối tiêu chanh ấy. Ok, phần này mình sẽ khuấy nó lên nhé. Đây, con gà của mình đây, mình sẽ cho phần sốt này vào ướp nhé. Mọi người cái phần sốt này mọi người sẽ thoa đều lên khắp con gà, làm sao cho nó thật đều vào. Và mình sẽ ướp ở đây khoảng 15 đến 20 phút. Ok, bây giờ mình sẽ mang ra ngoài này để úp nồi nhé. Đây, phần gà mà mình đã ướp được khoảng 2-30 phút rồi này. Mình sẽ mang ra ngoài này. Đây, ngoài này thì mình đã set up luôn một cái hố rồi này. Cái son, cái nồi. Bên ngoài có rơm với lại một bao chấu nữa. Để mình đặt con gà lên đã nhé. Tấn công anh cái cam đây. Ok, mình sẽ đặt con gà lên đây. Đó. Vừa luôn như thế này. Bên dưới mình có lót một lớp sả rồi đấy. Đó, thì mình sẽ đặt cái nồi lên. Vừa luôn. Mọi người lấy cái phần cát này, chỗ này là toàn cát thôi. Mọi người tít cho mình cho nó kín xung quanh như này. Đây, Tuấn quay xuống đoạn này. Đây. Kín hết như này vào cho mình nhé. Để khói nó không vào đấy. Mình sẽ châm lửa nhá. Mong là không bị gà thành gà nướng bóng đêm. Cho nhiều rơm vào, sau đó thì lát nữa mình sẽ cho thêm chấu. Mình sẽ cho thêm chấu vào nhé. Thank you.
Đây mình sẽ để cái chấu này cháy âm ỉ trong khoảng 1 tiếng đến tiếng rưỡi nhá. Bây giờ cháy hết thì mình sẽ ra lấy. Mong là không bị thành gà bóng đêm. Nắng quá. Chạy vào trong nhà đã. Tiện ở vườn thì mình sẽ vặt luôn quả chanh đào này với lại ít lá chanh về làm muối tiêu chanh. Này cũng gần chín rồi đấy. Chín rồi. Bỏ rồi này. Thôi thêm mấy cái lá chanh nữa. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm muối tiêu chanh nhé. Đây là phần muối hạt này. Mình sẽ cho vào đây một ít ớt. Ít ớt chín này. Và một ít ớt xanh. Đó. Mình cho thêm một chút tiêu nhé. Cho cái phần tiêu hạt cũng to to này. Sẽ giã ra nhé. Cái phần muối sau khi mình đã đâm ra đấy thì mình sẽ cho vào đây một chút lá chanh sợi nhé. Đó, vậy thôi không nó sẽ bị đắng đấy. Và lát nữa khi ăn thì mình sẽ bắt cái phần chanh này vào. Chanh đào này, mọi người thấy hồng không? Phần này chín rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lấy phần gà đấy. Than nó còn nóng lắm. Hồi hộp phết ý. Đây lần đầu tiên mình làm. Mọi người cẩn thận không bị cái cát nó rơi xuống nhé. Mình sẽ mở nhá. Xem thế nào. Ta-da. Màu đẹp phết mọi người ạ. Úi, đoạn này mình sơ ý quá. Làm cát rơi xuống cái hố rồi. Nhưng mà may quá nó không bị dính vào con gà đấy. Trước khi cùng mình thưởng thức, cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn nhiều. Đây, phần gà úp nồi của mình đấy. Thành công ngoài mong đợi. Lần đầu tiên mình làm mà. Bây giờ mình sẽ cầm về thưởng thức nhá. Này, cái phần bao câu ở trên này giòn luôn. Giòn luôn này mọi người. Ok, mình cầm về nhé, nắng lắm. Ok, và đây là món gà úp nồi của mình này. Đây, phần quay gần ở đây, thành công luôn. Cái phần trên này ra nó giòn luôn này. Đấy, mọi người thấy giòn luôn đấy. Bây giờ mình sẽ xé thử là xem như nào nhé. Phần đùi này trước đi. Cho Tuấn luôn cái đùi này. Em xé hả? Đấy, cho em xé. Đấy. Rồi, đây. Một ít cho một ít chanh đào vào ấy nhá. Muối tiêu chanh mình vừa pha nhá. Đây, muối đấy. Ăn thử xem. Được không? Món này ngon hơn mấy hôm trước không? Đấy, ngon mà. Mình mời mọi người cốc bia trước nhá. Mời mọi người. Hôm nay trời nóng này, uống bia đã lắm. Sẽ thử luôn phần đùi này nhé. Bên ngoài nó giòn nhưng bên trong vẫn ngọt lắm mọi người. Thịt nó vẫn mềm. Chấm một ít muối tiêu chanh này. Ngon lắm. Cái phần sụn gà này ngon này, mình thích ăn cái phần này á. Mọi người thấy cái phần mỡ gà nó chảy ra này. À, ngon quá. Mình sẽ làm cái cánh này nhá. Này, cái phần cánh này. Ngon chưa? Phần da nó... Sẽ thử nhá. Muối tiêu chanh này. Ngon lắm.
Bình thường ấy mình toàn hay úp thịt lợn thôi hoặc vịt thôi. Hôm nay mới thử úp gà. Ăn ngon cực luôn. Mỡ ra tay. Ăn thì mọi người thêm chút rau nhé. Chấm rau không? Thêm không? Không có ăn gà ăn rau ấy. Chán mắt. Còn bia nhá. Tuấn ăn cái cánh này không? Cái này mình úp trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Cái phần thịt nó đã tơi lên như này. Có được không? Thích ăn có à? Chấm bên đây một ít. Mình làm cái bao câu nhá. Các cụ nói nhất thủ nhì vĩ mà. Cái phần này thì mình cũng cắt đấy đi được, cắt cái hôi của nó đi được. Mình cắt đi một lưỡng, chấm thử xem nào. Nó ở trên nên mình đặt ở trên nó giòn lắm. Ngon cực luôn, nhìn cái thịt của nó này. Thịt gà, chấm muối tiêu chanh. Mà thôi rồi luôn. Thì cái phần gà úp nồi này này, mọi người ướp cho mình những cái gia vị cơ bản thôi, muối với tiêu không cũng được. Sau đó thì khoảng 30 phút thì mọi người đem đi úp nồi nhé. Cái thịt gà úp nồi này này, mọi người úp nồi cho mình trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Con gà của mình nó cũng nhỏ thôi, thì 1 tiếng rưỡi thì đối với con gà khoảng từ 1.5 cân đến 2 cân là ok đấy. Này mà mình cho một ít nghệ nữa tạo màu nữa thì chắc đẹp hơn. Mời mọi người nhé, món này ngon quá. Trời nóng thì uống bia đã cực. Đấy ăn pizza này ngon không? Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình lên đây. Hẹn mọi người trong những video sau nhé. Mọi người đừng quên là cho mình những đóng góp ở phần bên dưới xem là mình sẽ làm những món gì tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Ở đây mọi người thấy đây là bãi chiến trường khi mà con gà quá ngon. Còn ít bia mời mọi người nốt nha. Say quá.